thỏ trên iPhone X nhẹ tình. Tai thỏ trên iPhone X, XS và XS Max là một trong những chi tiết gây tai tiếng cho Apple. Không những thế nó còn là tâm điểm của một vụ kiện. Thế nhưng, có vẻ như táo khuyết sẽ dễ dàng thoát án. Khi một thẩm phán liên bang xét xử vụ kiện này cho biết, đây có thể không phải một vấn đề lớn. Dường như chẳng ai ở nước Mỹ quan tâm đến nó. Tai thỏ trên iPhone X, vụ kiện cáo buộc quảng cáo của Apple về kích thước và độ phân giải màn hình trên iPhone X, XS và XS Max là sai sự thật. Khi tính cả các pixel không tồn tại do khuyết phần tai thỏ, Apple đưa ra lập luận rằng, hãng đã giải thích cách đo kích thước màn hình trên bao bì và đã cố gắng để ngăn vụ kiện từ hồi tháng 3 năm 2019. Dù vậy, các nguyên đơn đang hy vọng biến nó thành một vụ kiện tập thể trên phạm vi toàn nước Mỹ. Thế nhưng điều này chưa được xác thực. Một thẩm phán cho biết, có tiền lệ pháp lý để ngăn chặn nó trở thành một vụ kiện. Tai thỏ dù bị nhiều người chê xấu tệ hại khi iPhone X ra mắt, thế nhưng sau đó nó lại trở thành một trào lưu mà nhiều hãng điện thoại Android học theo các tin đồn cho rằng iphone mới của apple ra mắt năm tới có thể sẽ bỏ tai thỏ